Xin chào các bạn, đây là cái video tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mà cài đặt cái micro của các bạn khi mà các bạn muốn quay một cái game nào đó, hoặc giả là làm một cái tutorial, một cái hướng dẫn về một cái chương trình nào đó ở trên Android. Thì các bạn quay ở trên Android 86 như thế này thì cái micro của bạn rất là quan trọng, và mặc định của Android 86 thì nó không nhận ra cái micro nếu mà bạn gắn cái micro bên ngoài. Vì thế cho nên là video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mà các bạn có thể chỉnh sửa mặc định cái chế độ micro của nó. Đầu tiên là các bạn vào Explore. Explore là cái phần mềm mà tôi đã hướng dẫn cho các bạn cài đặt, là một trong những phần mềm root. Thì bạn đi vào configuration này. Thì ở đây á, trong cái mục cài đặt của nó thì bạn chọn cái root access nè, thì bạn chọn ở chế độ là super user plus mount writable. Writable là mount và có thể viết lên được. Bình thường mặc định của nó là normal, nhưng mà chúng ta chọn chế độ này để chúng ta chỉnh sửa những file hệ thống của nó. Rồi sau đó là bạn đi vào cái thư mục, các bạn vào root nè, vào thư mục root nè, nó vào root, ok không? Đó, nè, vào root. Sau khi vào root thì bạn vào thư mục system, S, không phải, đây, system. Trong cái system này, bạn vào thư mục etc, giống như etc trên Firehose gì đó. Trong cái etc này, các bạn kéo xuống dưới này, các bạn đi vào chọn cái file init.sh, đây, cái file này, init.sh nè, file này. Các bạn ấy vô đây và edit text. Và tôi xin lưu ý bạn đè vào bạn edit text ha, đè vào để cho nó hiện cái menu. Tôi xin lưu ý bạn là khi mà các bạn không chọn cái chế độ là super user plus mount writable á, thì y như cái lúc đầu tôi chỉ bạn á, thì các bạn không thể nào sửa file init này được. Thì bạn mở nó lên vào edit text. Rồi khi mà mở nó lên, rồi đây super user ran for Explore nè, nó khi mở file lên thì nó phải được cái quyền super user nó mới sửa được file này. Khi mà sửa file này thì bạn kéo xuống tận cùng luôn, ok ha, kéo xuống tận cùng luôn. Rồi kéo lên một chút xíu thì bạn bạn thấy là tôi kéo lên chút xíu thôi, kéo lên chút xíu thì bạn thấy nguyên cái dòng nè, mixer nè là cái phần init là gì, là khởi động mặc định. Khi mà khởi động cái hệ điều hành Android 86 lên á, thì nó sẽ ấy cái này, thì nó sẽ chạy cái file này, là những cái file khởi động nè. Đầu tiên là nó khởi động cái master on là gì đó, cài đặt master on, cài đặt master là 100%, cài đặt cái headphone á, headphone là cái đang đeo á, bật lên, headphone là volume của nó 100%, speaker là nếu mà bạn có cái lo thì nó cũng là speaker 100%, và cài đặt capture là cài đặt cái micro của bạn. Thì ở đây mặc định của các bạn á, thì nó sẽ là capture, capture 100%. Capture 100% thì là nó sẽ sử dụng cái micro mặc định của cái máy của bạn. Thì bây giờ tôi chỉ bạn cái cách để bạn ấy cái micro ở bên ngoài. Khi mà cắm vào cái lỗ micro ở trên cái cục CPU á, thì bạn sẽ chỉnh đây, capture nè, và các bạn điền cái này nè, internal mic nè, các bạn khối hai này lại, các bạn copy nó, các bạn paste lên đây, internal mic á, paste là đây, rồi đóng dấu ngoặc kép lại, ổn vậy, nó đóng hai dấu lại, tôi không biết gọi dấu này là dấu gì luôn á, quên rồi, lâu quá không đi học quên rồi, nó, thì các bạn chọn cái internal mic là cái mic mà bạn gắn vô. Còn bây giờ á, nếu mà bạn có một cái tai nghe và một cái gọi là tai nghe mà nó có kèm thêm cái micro chung với tai nghe luôn á, thì bạn chỉ để cái mic này thôi. Khi nào mà bạn có hai sợi dây, một dây cắm vào tai nghe, rồi dây cắm vào cái dây tai nghe của bạn á, là cắm vào cái lỗ của tai nghe, cái dây kia á, là cắm vào cái lỗ của dây nói, thì lúc này bạn xài cái internal mic, internal mic là thằng này. Rồi thêm một cái nữa là cái mic boost. Cái mic boost mặc định của nó là 3. Mặc định của các bạn đây là số 3. Thì boost là gì? Mic boost là boost cái micro lên gấp 3 lần. Nó là âm thanh sẽ lớn gấp 3 lần, thì đồng nghĩa với việc á là những cái âm mà noisy, những cái âm mà ồn ào á thì nó sẽ tăng lên gấp 3 lần, thì người nghe hơi khó chịu.
Và cái micro này của tôi nó cũng bập bập bập, tại vì do lỗi là lỗi micro tôi chứ không phải là lỗi của cái phần quay video này. Tôi chỉnh về không, tức là không có boost cái micro của tôi lên gì cả. Đó, thì tôi chỉ sửa hai chỗ này, một chỗ là capter internal mic và chỗ là mic boost là zero. Đó, thì tùy các bạn có thể chỉnh sửa những này. Nếu bạn nào mà am hiểu về tiếng Anh, hiểu về máy tính thì các bạn có thể chỉnh sửa ở đây, mặc định các bạn, rồi bạn test thử, rồi sau đó bạn sell. Sell rồi thì chúng ta sẽ phải reboot, không phải reboot bình thường nha. Chúng ta vào cái phần down này nè, rồi chúng ta chọn soft reboot. Soft reboot là gì? Là nó chỉ reboot cái phần mềm thôi, tức là reboot cái hệ điều hành. Chúng ta soft reboot một cái, rồi chúng ta test thử. Test thì test bằng cái gì? Bạn tải cái Ajax Stream Recorder. Ajax Stream Recorder là cái phần mềm mà tôi đang quay video ở đây, ở trên Android đây. Ajax Stream Recorder đang quay nè. Rồi tôi sẽ test thử cái mic của tôi, tại vì tôi đã làm rồi, tôi test rồi. Tôi làm rồi, tôi test rồi, cho nên là OK Google. Wow. Không lẽ là cái thằng Ajax Stream Recorder nó đang lấy cái micro, cho nên cái thằng OK Google này nó không hoạt động được. Nó không thể mở rộng cái microphone được. Nó vậy thôi. Tôi thử anh này coi. OK Google. OK Google. Google. Nó cũng không chịu luôn, chắc là tại vì cái phần quay video này nó chiếm dụng cái microphone rồi, cho nên là nó không không có ấy cái đó được nữa. Rồi xin chào các bạn.